Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cây Yamaha GC3. Cây này sản xuất năm 1969 1969 sau năm 1900 trước năm 1970 thì có tem như này nhé. Hình thức thì cây này nó có hơi chảy xước, và đây là phần chảy xước này. Thế còn đây nữa. Và mặt top thì phồng nhẹ. Tất cả những cái cây đàn mà có độ tuổi nhiều như vậy thì gần như cây nào cũng bị cháy hết đấy. Và phần nứt sơn, đây là đặc trưng của sơn xà lách, dùng một quãng thời gian dài nó sẽ bị nứt sơn và chảy nhẹ. Còn mặt sau thì rất đẹp. Nói chung là cái dòng GC3 này là cấu hình là full solid, cho nên là đàn rất là chắc chắn, khóa thì còn rất đẹp. Đây đầu cần thế nào. Bây giờ em test tiếng đàn.